trọng tài Olympic bị tố đổi trắng thay đen đưa ra kết quả khiến tất cả không hiểu chuyện gì xảy ra. Một trang báo ở Anh mới đây đã phải dùng từ xấu hổ để nói về kết quả ở môn boxing giữa võ sĩ người Anh gặp đối thủ người Ba Lan khi thi đấu hạng cân bán chung môn boxing nữ tại Olympic năm nay. Cuộc chiến giữa hai võ sĩ bắt đầu bằng những pha đấu tay đôi căng thẳng. Với quyết tâm của mình thì đấu sĩ người Anh liên tục dồn lên tấn công, sớm tạo thế trận áp đảo trước đối thủ người Ba Lan. Mặc dù võ sĩ Ba Lan đã ngã xuống sàn, thế nhưng đòn này lại không được tính là hạ gục đối thủ ngay ở hiệp mở màn. Những hiệp sau thì thế trận hoàn toàn thuộc về võ sĩ Anh quốc, trong khi đó thì võ sĩ Ba Lan dính nhiều đòn, thậm chí là còn bị trừ điểm vì thi đấu thiếu tích cực và có một số tình huống phạm quy. Khi tiếng chuông kết thúc trận đấu vang lên, võ sĩ người Anh nghĩ rằng cô đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, quyết định của các trọng tài lại gây sốc cho tất cả mọi người khi mà võ sĩ người Anh chịu kết quả thua 2-3 trước đối thủ của mình. Nhiều người hâm mộ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó thì bình luận viên của BBC cũng cho biết: "Tôi thực sự rất sốc, tôi choáng váng không thể tin rằng đấu sĩ người Anh lại là người thua cuộc, đó là một kết quả quá tàn khốc." Việc đấu sĩ người Anh bị xử thua vẫn đang gây ra làn sóng phản đối của cộng đồng mạng với ban tổ chức Olympic năm nay. Tuy nhiên thì chưa có đại diện nào của nước chủ nhà lên tiếng về sự việc gây tranh cãi này.